Rồi, xin chào quý các bạn trở lại với channel của mình. Lâu lắm rồi, rất là lâu mới cập nhật cái mẫu Honda HR-V như này. Hiện nay thì các đại lý cũng đang xả Honda HR-V khá là nhiều. Và cái mức giá thì theo em thấy nó cũng khá là ổn so với mẫu xe SUV gầm cao và hạng trung. Đó, với sự xuất hiện của Raize, Sonet, Seltos thì tầm này mình bỏ từng này tiền ra mua HR-V thì cũng phải rất là đắn đo và rất là thích xe Honda đấy. Hiện nay thì phiên bản cao cấp nhất thì đang còn giá là 866 triệu đồng. Một mẫu xe nhập khẩu như này thì trong tháng này bên em chúng ta sẽ được giảm vào đâu đó vào khoảng tầm 80 đến 85 triệu tiền mặt và tặng kèm khoảng tầm 40 đến 50 triệu tiền phụ kiện thân xe nhé. 806, 807 và chúng ta bớt vào khoảng suy ra gần 100 đi, thế tức là ngang với cái tiền thuế trước bạ rồi. Không biết thì 15 này thì xe nhập khẩu chúng ta có được giảm giá không. Tuy nhiên thì với cái mức khuyến mại như này thì cái đan bánh suy ra gần 900 chúng ta sẽ tương đương với Toyota Cross, và thật sự là để chọn giữa xe này và Toyota Cross thì chắc là mình cũng phải đi lái thử cả hai xe và xem là sẽ thích mẫu nào hơn. Ưu điểm của dòng xe này thì chúng ta có thể kể đến như là toàn bộ là trang bị đèn full LED này. Cái thứ hai là xe Honda thì khá là rộng, rộng rãi thoải mái. Xe thì đã được trang bị sẵn hộp số vô cấp CVT, cân bằng điện tử và brake hose. Cross thì chúng ta dùng phanh chân. Tuy nhiên thì lại hiện đại hơn một số option tính năng an toàn. Đó, rộng rãi thì chắc là nếu mà ngồi như cá nhân em ngồi 1m8 ấy, này, 1m8 ngồi trong xe ấy thì rất thoải mái. Đây mình có thể thấy này. Đó, còn Cross thì tổng quan của nó thì vẫn là một chiếc xe mặc dù có chung kích thước nhưng về cái cảm quan ấy nó sẽ nhỏ hơn một chút. Rồi, với cái mẫu xe này thì lưu ý giúp em là màu trắng màu đỏ chúng ta sẽ đắt hơn khoảng 5 triệu nhé. Giá bán đâu đó giảm khoảng tầm suýt soát 80-85 triệu tiền mặt và tặng kèm thêm phụ kiện theo xe, tổng giá trị có thể lên đến khoảng 120 triệu đồng. Có thể thương lượng thêm với đại lý nhé. Chọn xe này hay là các mẫu xe gầm cao thì ở Bắc Ninh, khách hàng ở Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, bên em Honda Bắc Ninh nó có thể cân đối, có xem xe và đặt xe, chúng ta hưởng cái ưu đãi lãi suất tốt nhất nhé. Trả góp tối thiểu vào khoảng từ 200 đến 230 triệu. Rồi, anh chị có nhu cầu tìm hiểu lái thử thì bên em cũng có sẵn xe lái thử cho mình xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.